Top 3 cây thuốc nam chữa vẩy nến hiệu quả nhanh chóng. Với những ai bị căn bệnh vẩy nến đeo bám, hẳn các bạn đang cảm thấy rất khổ sở, bởi vùng da bong chóc, ngứa ngáy khó chịu mà chữa mãi không khỏi. Thử qua nhiều loại thuốc Tây, tuy ban đầu bệnh có thuyên giảm, nhưng lại nhanh chóng tái phát, càng dùng nhiều thuốc lại càng gây hại cho cơ thể mà còn rất tốn kém. Thổ phục linh, cây thuốc nam chữa bệnh vẩy nến rất tốt. Thổ phục linh, hay còn được gọi là khúc hắc, là một cây thuốc nam chữa vẩy nến rất hiệu quả trong đông y. Ở đây là một loại cây hoang dã, mọc dại ở nhiều vùng đất cằn cỗi, nhất là các vùng núi cao. Cây có thân gầy gò, cao từ 4-5 mét, quả màu đỏ. Thổ phục linh có vị ngọt, nhạt, tính bình, có tác dụng điều trị nhiều loại bệnh như phong thấp, rôm sảy, xương khớp, ung thũng, viêm da mãn tính và bệnh vẩy nến. Trong thành phần của vị thuốc này có chứa các chất như tạ nhìn, nhóm hoặc chất xạ bồ nhìn, đem đến công dụng kháng khuẩn, tiêu viêm, giải độc và chữa bệnh vẩy nến hiệu quả. Để sử dụng cây thuốc thổ phục linh chữa vẩy nến, các bạn có thể áp dụng một trong hai bài thuốc dưới đây. Bài thuốc 1, lấy hai vị thuốc thổ phục linh 80g và hạ thổ thảo nam 100g, sắc với 1 lít nước đến khi còn khoảng 500 mg, sau đó chia làm 3 phần uống trong ngày, không để qua đêm, uống khi còn nóng là tốt nhất. Bài thuốc 2, chuẩn bị 40g thổ phục linh, 25g ké đầu ngựa, 18g hà thủ ô, 25g huyền sâm đem sắc với 100ml nước, đun đến khi còn khoảng 1/5 lượng nước, chia làm 3 lần uống trong ngày trước khi ăn cơm. Kiên trì dùng trong 10-15 ngày tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm. Khổ sâm, cây thuốc nam chữa vẩy nến được nhiều người áp dụng. Khổ sâm là vị thuốc được dùng nhiều trong đông y. Khổ sâm có vị đắng, cây thân thảo nhỏ dưới 1 mét, được tìm thấy nhiều ở Sapa và vùng núi Tây Bắc. Khổ sâm được dùng nhiều để trị viêm nhiễm đường tiêu hóa và đặc biệt là các bệnh ngoài da như mề đay, mẩn ngứa, chốc lở, kể cả bệnh vẩy nến. Theo kinh nghiệm từ y học cổ truyền, kết hợp lá khổ sâm với các vị thuốc, ké đầu ngựa, kim ngân hoa sẽ giúp chữa bệnh vẩy nến hiệu quả. Để dùng cây thuốc nam này chữa vẩy nến hiệu quả, các bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau. Sử dụng cây thuốc nam khổ sâm chữa vẩy nến từ bên trong, chuẩn bị 15g khổ sâm, 15g huyền sâm, 15g kim ngân, 15g sinh địa, 10g quả ké sắc với 1 lít nước đến khi còn 500ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Kiên trì sử dụng hàng ngày bạn sẽ thấy tình trạng bệnh vẩy nến cải thiện rõ rệt. Sử dụng cây thuốc nam khổ sâm chữa vẩy nến từ bên ngoài, lấy lá khổ sâm tươi hoặc khô rửa sạch, cho vào nồi đun với lượng nước vừa đủ tầm 5-7 phút. Người bệnh dùng nước khổ sâm để pha nước tắm hoặc rửa trực tiếp lên vùng da bị vẩy nến. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể giã nát khổ sâm lấy nước cốt và bôi trực tiếp lên vùng da vẩy nến. Đây là cách chữa vẩy nến được nhiều người áp dụng và đã thành công. Sâm đại hành, cây thuốc nam chữa bệnh vẩy nến công hiệu bất ngờ. Một trong những cây thuốc nam chữa vẩy nến hiệu quả không kém chính là sâm đại hành. Vị thuốc này còn được gọi là tỏi đỏ. Thân và củ được thu hái và chế biến để sử dụng như một loại thuốc. Sâm đại hành có vị ngọt, nhạt, tính hơi ấm, có công dụng bổ máu, kháng khuẩn, chống viêm, tiêu độc rất tốt. Vì thế, vị thuốc này thường được sử dụng để điều trị các bệnh ngoài da như chốc lở, tổ địa, linh nhọn, đặc biệt là rất hữu ích trong việc chữa bệnh vẩy nến. Thêm vào đó, sâm đại hành lại không gây tác dụng phụ cho da, giúp da bị vẩy nến phục hồi tổn thương tốt hơn. Để sử dụng sâm đại hành chữa bệnh vẩy nến, các bạn có thể thực hiện một trong những cách dưới đây. Sử dụng 15-20g sâm đại hành sắc với 1 lít nước đến khi cạn còn 400ml để uống hàng ngày. Các bạn cũng có thể sử dụng nước sâm đại hành để lau rửa vùng da bị bệnh để giảm ngứa ngáy, bong chóc. Lấy nước sâm đại hành kết hợp với thuốc mỡ xạ lì xì lịp 5%, cờ dị rổ phả nịp 5%, thoa lên vùng da bị vẩy nến liên tục và đều đặn mỗi ngày để cải thiện tình trạng bệnh. Những điều cần lưu ý khi da bị vẩy nến. Vẩy nến là căn bệnh không dễ điều trị. Để quá trình chữa bệnh diễn ra tốt nhất, tránh làm tổn thương vùng da nặng hơn, các bạn cần lưu ý những điều dưới đây. Luôn giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, tắm giặt thường xuyên, tránh để ẩm ướt mồ hôi. Giữ vùng da bị bệnh thông thoáng, tránh để tiếp xúc với bụi bẩn, không gãi và bóc vùng da bị bong chóc sẽ khiến da bị tổn thương, viêm loét. Sử dụng nguồn nước đảm bảo, tránh các loại xà phòng có tính tẩy rửa cao, các hóa chất độc hại. Uống đủ nước để cung cấp độ ẩm cho da, ăn nhiều hoa quả, rau xanh. Hạn chế đồ cay nóng, dầu mỡ, rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích. Chữa bệnh vẩy nến dứt điểm nhờ công dụng tuyệt vời của thuốc trị vẩy nến đông y dì thảo dược. Thuốc chữa nấm da trần 10 được bào chế từ các cây dược liệu đông y dì quý hiếm như uy linh tiên, hoàng đơn, cỏ mần trầu, cỏ ngư sắc, hùng hoàng, hương nu. Công dụng, đặc trị nấm á sừng, nấm móng,
viêm da cơ địa, lang ben, nấm tổ địa, eczema, nấm tóc, hắc lào các bệnh nấm khác. Cam kết sẽ làm cho khách hàng hài lòng. Được bào chế từ nhiều loại thảo dược, rễ cây quý hiếm, ai cũng có thể dùng được. Hiệu quả trông thấy, khác biệt so với các loại thuốc điều trị nấm Tây y chỉ chuyên về kháng sinh. Hướng dẫn sử dụng, ngâm rửa vùng da bị bệnh bằng lá trầu không và bổ kết, nấu 500ml với tỷ lệ 3 quả bổ kết 5 lá trầu không hoặc nhiều hơn, từ 20-30 phút để loại bỏ da chết, vừa ngâm vừa kỳ bỏ da chết bên ngoài. Chú ý, trước khi sử dụng phải lắc đều lọ thuốc, bôi phủ kín vùng da bị bệnh. Lau khô trước khi bôi thuốc. Ngày bôi thuốc nhiều lần, ít nhất 3-4 lần, ngày, kiêng kỵ. Không ăn các thức ăn canh, có tính hàn, cá, cua, tôm, tép, thịt gà, thịt chó, hải sản biển. Tránh để vùng xoa thuốc tiếp xúc với các chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, xà phòng. Tuyệt đối không tiếp xúc thường xuyên với nước, ngoài tắm rửa hàng ngày, kết hợp điều trị. Nên uống nhiều nước lọc, nước ép cam, chanh, sinh tố hoa quả. Ăn hoặc uống nước xay từ rau diếp cá, rau má, xài đất. Có tác dụng làm mát, giải độc. Kết hợp luyện tập để mau khỏi bệnh, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại xuề ra, cứ như thế cho máu lưu thông ở tay. Chân cũng vậy, tìm cách tập cho máu lưu thông đến các đầu ngón chân để nuôi da đối với trường hợp bị bệnh ở tay chân. Liệu trình sử dụng, dùng tối thiểu trong 4 tuần để đạt hiệu quả tối đa. Chống chỉ định, tránh bôi lên vết thương hở. Không được uống. Bảo quản, nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em.